Làm đi, làm đi, làm đi. Ngươi muốn làm gì? Muốn chết đó. Có nỗi khổ còn khổ sở hơn cả chết, ngươi biết không? Ngươi đừng có. Đừng, đừng lại gần. Ngươi còn tới gần ta sẽ cắn lưỡi tự tử. Việc gì phải khổ sở thế? Ngươi muốn khoán Ngươi Minh à? Ngươi ý à? Khỏi cần giở thủ đoạn tra tấn bức cung. Ta biết thừa có đưa hay không ta cũng phải chết. Ông đây chỉ có một cái mạng quèn, không gia đình, không sản nghiệp, không thân thích, chỉ có một đống kiện tụng. Ông chán sống lâu rồi, để ta được chết lẹ, kiếp sau đầu thai vào một gia đình tốt. Cái khóa Ngươi Minh kia có bao nhiêu người muốn? Chắc chắn phải rất đáng tiền. Xem như chúng theo ta đi. Khoan khoan khoan, chờ đã. Chúng ta còn cơ hội thỏa thuận không? Ngươi xem ngươi đeo cái mặt nạ ghẻ, giả ma giả quỷ. Ta biết ngươi không phải giả bất thu mặt quỷ. Giả bất thu mặt quỷ là người khác. Hai người có quan hệ thế nào? Ngươi nói ai cơ? Giả bất thu mặt quỷ là ta đó. Ngươi làm gì? Làm gì vậy? Không phiền ngươi ra tay, ta tự dẫn đây. Này đừng đừng, khoan đã, đại tỷ, đại ca. Lý đại ca, ngài là đại ca ruột của ta được chưa? Ngài nói xem cái khóa Ngư Minh đó, ngài sống không mang đi được, chết cũng không mang đi được, chi bằng thương cho tiểu đệ này đi. Ngươi nói câu này nghe còn xuôi tai. Được, thế này đi. Ngươi hầu hạ ta một ngày, nếu ta thấy thoải mái thì sẽ đưa khóa Ngư Minh cho ngươi. Hầu hạ thế nào? Nào đại ca. Nào, ngài đưa ta thật à? Một kẻ sắp chết như ta lừa ngươi làm gì? Làm phiền nhấc chân lên. Chân này. Ngài còn gì dặn dò không? Hôm nay là ngày cuối cùng trong đời ta. Vậy thì hôm nay ta phải sống cho thật thoải mái. Nhặt túi lên đi. Chính ngươi nói, ngày cuối cùng phải sống thật thoải mái. Rồi ngươi đến chỗ thế này à? Đây là nơi người bạn buôn lậu rượu của ta giấu rượu. Hắn thi mãi mà không đổ, sau này đổi sang bán rượu cho các sĩ tử, cuối cùng lại phất lên. Nhưng mà năm ngoái hắn đã bị quan phủ bắt đi rồi. Người bình thường uống rượu đều đến quán rượu, đến giáo phường tiên. Nếu không thì không về được nữa.
Lôi quỷ. Lý quỷ. Lôi ủy. Chính là tâm trạng không vui. Học vấn khá quá. Ta nào có biết chữ. Ta nghe người ta nói. Nói câu này ra thật sung sướng. Tam Sơn Ngũ Nhạc, đầu trâu mặt ngựa, Chí Tôn Quyền Uy, nghe đây cho ta. Ta là Lý Dụ. Ta không biết chữ. Ta còn là đạo tặc. Ta còn từng giết người. Bái phục. Bái phục. Ngươi cũng thử đi. Sợ cái gì? Nơi núi sâu rừng già này ai nghe được đâu. Nào nào nào. Ta ta là. Nói to lên. Ta là Tống Thiên Ý, là một giả bất thu, từng giết rất nhiều người. Đã ghê. Đúng là rất đã. Thực ra ban nãy ta biết ngươi đang giở trò, chứ vốn không muốn chết. Sao ngươi nhận ra được? Đến mạng cũng không cần mà còn để ý vậy à? Ngươi đã từng thấy ai nhảy xong mà để lại giày trên bờ chưa? Nói đi, ngươi đến đây hẳn là còn nguyên nhân gì khác nhỉ? Lần trước ta đến đây với một cô nương. Cô nương thế nào? Kể đi. Ta đã cứu cô ấy. Nhưng nếu cho ta được chọn lại, ta sẽ không lừa cô ấy. Ta sẽ trói cô ấy lại, đưa cô ấy đến nơi chân trời góc bể, nơi mà chẳng ai tìm được cô ấy, rồi cưới cô ấy. Vậy cô nương ấy đồng ý không? Ta không biết, bỏ lỡ rồi. Vậy ngươi sẽ chết vì cô ấy chứ? Có ta ở đây, cô ấy sẽ không chết. Nếu chỉ khi ngươi chết thì mới bảo vệ được an toàn cho cô ấy thì sao? Hôm nay đi cùng ngươi ta vui lắm. Nhiều năm rồi ta không vui được như vậy. Đa tạ. Ngươi làm gì vậy? Chắc hắn sẽ không tìm được chỗ này đâu. Ai cơ? Cẩm Y vậy? Ta tìm thấy cái này dưới đế giày ngươi. Ngươi cứ đi được vài dặm, nó sẽ để lại một vài dấu ấn. Làm việc thôi.
Ngươi đừng giết hắn, ta sẽ đưa khóa ngươi minh cho ngươi. Hắn là Cẩm Y Vệ đấy, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ta là một tên trộm nên không thể đánh trực diện. Nhìn kỹ đây. Lý Đông Phương, ngươi làm gì vậy? Lý Đông Phương, Lý Đông Phương, ngươi. Ngươi muốn làm gì?